afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review tiếp về cái bộ trang phục của nhân vật nhà cho cô trùng học có tên là trang phục Giáng sinh. Nhìn cái nón đội vô thấy ấm ghê. Nguyên ngày hôm nay là gió kinh khủng luôn, mà chưa kể tới là hương vị kiểu nó cũng lạnh lạnh nữa chứ. Kiếp, giờ mà không có nước nóng tắm là cũng hơi bị cực á. Sang tuần sau mình lên trọ ở kiểu... Trời ơi, chắc nếu mà được về sớm thì tắm sớm, nhưng... Nhiều bạn, ví dụ mấy đứa bạn mình nó đi làm á, thì cũng 10, 11, 12 giờ đêm mới về. Mà cái thời điểm đó nó mới bắt đầu nó tắm. Trời ơi, nghĩ thôi cũng đủ ớn rồi mọi người. Mà làm phục vụ cho mấy cái làm nhân viên cho mấy cái quán nhà hàng khá là lớn thì nhiều khi là nó cũng không có được nhiều sự lựa chọn về thời gian lắm. Làm nhiều thì tiền nhiều. Ví dụ như là có một cái quán G đó, con bạn mình nó làm thì dĩ nhiên là Tết ai cũng muốn nghỉ, nhưng mà bên đó họ không cho, họ bảo là Tết cũng phải làm. Nếu mà không làm á, là họ sẽ cắt luôn tiền thưởng tháng 13 và cắt luôn cả tiền tiền thưởng Tết luôn, kiểu như thế. Nghe rất là chán đúng không? Thế là bạn mình nó nghỉ luôn rồi, nó không làm nữa. Cả năm Tết được có một lần thì nhiều khi ví dụ như là bắt làm 1-2 ngày thôi thì cũng ráng, nhưng mà ở gần niềm làm cố làm nó đuổi. Tha cho em anh ơi. Yo, ôi ui, mang bling mới gớm chứ. Đúng là phải xải cánh lên để bay thôi. Trời ơi, quên đang cưỡi bỏ mọi người ơi. Khu này có hầm cho nên là mình sẽ phải cai xa cái hầm ra. Mình không thể nào níu kéo gì mãi ở một chỗ này được. Ồ, nó phá bỏ luôn rồi. Gớm nhờ. Mình phải cai xa khỏi cái khu này ra, không là mình sẽ xuống hầm đồng đội rất là khó để cứu. Mình gặp con leo nữa chứ. Eo ơi, sao nó đi nhanh thế? Ui dồi ôi, đúng quái vật luôn ấy. Nếu mà làm những cái khu công việc đấy nó ở gần nhà thì không nói, mà đây là nó ở tút khu vực miền Trung, là mỗi lần đi xe về là xe đò về là hết nửa ngày. Đó, cả năm có khi gặp gia đình được 1-2 lần. Khi nào mà có cái sự kiện gì mà kinh khủng lắm, lớn lắm thì nó mới về thôi. Bởi rất là tội, bởi cho nên là nó nghỉ luôn cái công việc đó luôn này, cái quán G. Trời ơi. Hay. Trời ơi, cứu con lửa đó, nó đánh cả rối ở đại cả ghế này hả? Ói vậy. Nó quyết tâm là nó sẽ phá hết đám bọ của mình, nó không muốn cho mình dùng. Trời ơi. Trời ơi, lừa đèn má. Đánh tùm lum la. 4 máy rồi nha quý vị. Tốc độ sửa máy kinh khủng. Tốc độ sửa máy bàn thờ. Tha cho em đi anh ơi. Ờ, đạp ván à. Nó về nó cam lính thuê. Ủa không má, không má. Bắt cho bằng được nha. Hở tí là đánh bỏ của người ta. Sao mà sục dữ vậy trời. Thất nhân thất đức. Họa sĩ đang sửa máy mới rồi. Ủa không. Vẫn là cái máy đó. Mình thì mấy con bạn mình nó có đứa thì nó đi phục vụ nhà hàng, có đứa thì nó lại xin đi dạy. Mà đi xin dạy ở những cái trung tâm mà kiểu, nếu ví dụ như là muốn đi dạy á, muốn kiếm người cần gia sư á, thì sẽ phải đến những cái khu gọi là trung tâm việc làm để xin việc. Thì ở đó là họ sẽ cho mình đóng một cái cọc, ví dụ như là mất bao nhiêu tiền đó, thì họ sẽ giới thiệu cho mình đến một cái nhà đang cần gia sư chẳng hạn.
họ sẽ liệt kê nguyên một cái list gì đó, ví dụ nhà này cần dạy môn này cho con của họ, cho học sinh của họ, thì mình tới mình dạy. Nhưng mà khi mà dạy đến đó thì mình sẽ mất một cái cọc, không có tự nhiên cái trung tâm đó kiểu, cái đó là phí rồi, mình không hiểu. Trời ơi, kinh tởm nhé. Úi dồi ôi, thôi đánh luôn, đám bỏ đi, lát mẹ cầm kim tiêm. Kinh khủng luôn ấy, ói vậy trời. Họa sĩ sửa máy mới rồi, quá xuất sắc. Nhìn con leo thôi chứ mà nó lên nhánh mèo xong rồi nó còn đi thêm mấy cái nhánh đạp ván rồi. Ui dồi, đi nhanh kinh khủng. Nổ máy luôn đi bạn ơi, nó không có cam ghế, nó sang nó bắt họa sĩ. Rồi, quá đi đát. Nhiều khi bạn mình nó đi dạy cũng cực, nhưng mà tùy chủ cái kiểu như là người thuê họ có tốt hay không thôi. Có nhiều người thì họ sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng, tiền ăn, tiền uống, lâu lâu đang dạy thì bưng lên cho ly nước cam. Nó kể mình thế, kiểu cũng vui lắm. Mình hỏi là ủa vậy chứ có những cái đứa nào nó hỗn hỗn không? Nó bảo có, nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao giờ. Rồi mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ không trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Mình cũng có một đứa bạn nữa, nó làm một công việc gọi là cũng hơi căng thẳng. Đó chính là đi trông những cái đứa, trông một đứa thôi, một đứa trẻ bị bệnh tự kỷ. Thì công việc rất là nhàn, nghe kể chứ mình cũng không biết. Đến chỉ có cho nó chơi, rồi cho nó ăn, vậy thôi à. Ví dụ như là có đồ chơi thì cũng chơi cùng nó, rồi có đồ ăn thì bới lên cho nó ăn, để đút cho nó vậy đó. Cái mình hỏi là ủa vậy thì mấy cái đứa đó nó kiểu nó có đi vệ sinh thì sao? Thì bảo là nó đi bình thường giống như mình. Rồi mình hỏi là ủa vậy thì dọn thì sao? Nó bảo là ok thì tụi nó có vẫn có ý thức để dọn. Chẳng qua là tinh thần của mấy người tự kỷ kiểu hơi bị tiêu cực ấy, cho nên là phải có người chơi cùng cho nó vui, kiểu như thế. Lúc đầu mình cứ tưởng là trông đâu cả chục đứa. Nhưng mà không, gây xa, đuổi bác sĩ là đúng rồi đó. Tự nhiên mấy bữa nay bị nhiệt thì sao cái mỏ mình nó lở, nó nổi lên hai cục. Trời ơi, kinh khủng ghê thiệt á. Trời ơi, kinh chưa kìa, bà bác sĩ nhanh đấy, không là tàn sụp bã rồi. Ủa nó đâu rồi? Ủa trời ơi, cái gì mà đổi người xoành xoạch ấy mà không báo trước một cái gì cả. Ôi, đánh đi, mình không dám nhảy, nhảy là tẹt rô, thà là để cho nó đánh nửa máu còn hơn. Đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Ủa, đây nè, đây nè. Trời ơi, ủa nó lại thả hả? Ủa ngộ. Nhỏ này mắc cười chứ, cái sai gì mà kỳ cục. Rồi tù nhân trong đây để tới. Trang phục này giá là 45 token nhé, kiểu gì mọi người cũng sẽ lấy được thôi. Không phải lo. Chỉ trừ những cái trường hợp mà kiểu mình bỏ lỡ một cái ngày nào đó mình không chơi thì mình không lấy được. Nhưng mà có vẻ là năm sau nó cũng sẽ quay lại. Sắp tới thì cũng sẽ quay lại những cái quả cầu COA, đúng không ạ? Đó, những cái quả cầu gọi là nhức cái nách. Rồi có thêm cả những cái nhân vật nữ vũ công về bộ trang phục COA, lẫn cả dã nhân nữa. Wow, dã nhân bụng 6 múi. Mai mốt mà làm cày nhiệm vụ lấy 20 cầu của COA nữa rất là ngon đúng không? Cầu free nhưng mà mình phải làm nhiệm vụ để lấy. Nói chung là cũng nhàn, chơi chắc là chơi game bao nhiêu trận đó để nhận thôi à. Nhưng mà trước tiên là mọi người cần phải có một cái đội đã. Một cái hiệp hội để cùng nhau cày COA lấy 20 cầu, đập rùm beng luôn.
Game nhàn quá thì đi làm gì ạ? Ra sân si cho vui. Wow, đúng là có tù nhân mà. Nhìn sao chơi ngộ ha, như chơi đá vậy đó. Úi dồi ôi. Yo. Nó lại đuổi qua mình. Đùa vậy chứ. Ủa cái gì vậy chị? Trời ơi, thấy bướm là đá. Ôi dồi cái hít ảo ma chứ kìa. Mình tưởng qua đấy là phải trúng bác sĩ cơ ấy. Đè em ra đi chị ơi. Nghiên cứu côn trùng cộng 90 điểm. Ui dồi ôi. Tối nay gây sang ngủ không ngon rồi đó. Các bạn chơi dở đừng có lo. Có đồng đội chơi hai gánh không phải lo gì hết trơn. Mình chỉ có việc gọi là đi bú điểm đúng không? Đã thoát truy đuổi cộng 2 1 ôi, cộng điểm rất là nhiều luôn. Cái điện thoại nó ui dồi thôi chết tôi rồi. Ây da. Cái điện thoại nó nóng xong rồi nó tối như là coi phim hentai vậy đó, coi bọn vậy đó trời. Mà gây xa này đắt kiểu hay nhở, mình cứ tưởng nó đắt trước ván cứ không ngờ đằng sau là mình nhảy qua luôn mới ghê chứ. Thanh niên này không biết là dùng bổ trợ gì. Gọi sửa cái máy nè. Vậy là đợt này chỉ còn mấy cái ba bộ trang phục nữa là trang phục của bên, trang phục của cao bồi, của bartender. Thì mình sẽ cố gắng là làm gom vô một cục, làm luôn cho các bạn cùng xem. Để kết thúc cái series này luôn. Còn nữa không ta? À còn trộm nữa nhở? Ờ còn trộm nữa. Vậy thì chắc là 4, còn 4 nhân vật nữa thì chắc là phải gộp thành hai cái video. Còn skin nào nữa không ta? Mình cũng nhớ nữa. Mình chỉ nhớ mang máng được mấy cái bộ này. Tháng tuần sau chắc không stream được. Tại vì là bạn, à chị mình rủ là tuần sau mày thi xong rồi thì đi ăn xả stress đi. Bảo ok. Rủ ngay trong tuần. Chứ cuối tuần Noel sợ không có chỗ rồi hôm nọ đi thì bạn của bà chị mình thì lại bị cái bóp. Nó bị móc bóp. Sau đó là check camera thì thấy cái bóp nằm trong thùng rác ở trong phòng vệ sinh. Hay ghê. Thế là lấy được giấy tờ thôi. Tiền mất thì cũng tiền mất là đỡ rồi. Chứ tính ra là giấy tờ nhiều khi mất làm lại cực lắm. Nhất là những cái thẻ mà thẻ đờ á mọi người. Thẻ đờ nó quan trọng cực kỳ. Mất một cái kiểu dễ bị kỷ luật kinh khủng. Bố mình cứ bảo để thẻ đờ ở nhà đi. Nhưng mà kiểu mình cũng mình cứ lười, mình không muốn bỏ. Nhiều khi đi họp với ủi xe le. Nhiều khi đi họp lại quên mất công. Nhưng mà tính ra thì cái bóp nhiều khi mình cũng không có bao giờ mà cầm trên tay hay là nhét vô túi quần đâu. Mình toàn bỏ vô cặp thôi. Nhiều khi cầm trên tay ai vui vui mang qua giật cái chạy. Mình chạy nổi đúng không? Thôi, mình kết thúc video clip đây nha.